Đấy, cái mùa hè và cây CD mà họ sẽ mang đến chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là Cà Phê Số 1 Việt Nam. Rồi, xin chào tất cả anh chị em và các chị em, chúng ta hãy cùng quan sát. Cho phép mình sẽ hỏi rằng ngay bây giờ team số 1 đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi hãy giơ tay ngón tay ok ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi ok, sẵn sàng rồi thì sang bấm thời gian nhá. Bắt đầu, 10 phút bắt đầu. Dạ, xin kính chào hội đồng VSports đang tổ chức cùng toàn thể quý anh chị em tham dự chương trình Zoom ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cà phê, tên gọi của một loại thức uống đã có tuổi đời từ hàng thế kỷ và làm nên mê hoặc và hàng tỷ người trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, cà phê thức uống thông dụng, phổ biến đối với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi có thể coi là thức uống quốc dân. Thế nhưng, vẫn còn đâu đó không ít thị phần nhạy cảm với cà phê do chất và lượng không phù hợp với cơ thể, nên thường xuyên xảy ra những triệu chứng như say, hồi hộp, tăng nhịp đập của tim, buồn ngủ. Với nhịp sống năng động của thời đại 4.0, con người làm việc nhiều hơn. Chính vì thế, việc ngồi nhâm nhi từng giọt cà phê để thưởng thức hết những tinh túy của nó hầu như là xa xỉ với thời gian. Với tốc độ làm việc như vậy sẽ làm cho con người chúng ta có phần lớn hao hụt niên lượng calorie, mà trước hết phải kể đến đó là collagen. Sự thiếu hụt này dẫn đến sự lão hóa toàn diện của cơ thể. Vậy làm thế nào để đảm bảo được nhu cầu cho các tín đồ cà phê nhưng vẫn giữ được tinh thần sảng khoái để bắt đầu một ngày mới năng lượng, trẻ trung và đáp ứng được thời gian ngon, khỏe, trẻ và tiện lợi? Hôm nay, tôi, Ngô Hồng, đại diện cho công ty cổ phần Billionaire Coffee đến đây để giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm có tên Coffee Collagen. Tầm nhìn của công ty chúng tôi đưa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới với slogan Ring for Health. Sứ mệnh của chúng tôi giúp hàng triệu người kéo dài tuổi thanh xuân và đam mê sáng tạo. Văn hóa của công ty lấy kết quả làm thước đo, lấy mục tiêu làm hành động và hướng đến hành tinh xanh. Ban sáng lập và đồng sáng lập dự án của chúng tôi gồm có 5 thành viên đến từ 3 vùng Bắc Trung Nam của Việt Nam. Chúng tôi cùng có một sự kết nối, tính cách, kiến thức và kỹ năng thông minh sâu sắc với ước mơ cùng nhau trở thành tỷ phú đến năm 2025. Thành viên đầu tiên, tôi, Ngô Hồng, giám đốc dự án, hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Mr. Thái Hòe, giám đốc kinh doanh, hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp, kết nối tốt với thị trường Mỹ. Miss Ngô Hải, giám đốc tài chính, hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. Miss Hoàng Linh, giám đốc marketing, hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, kết nối tốt với thị trường Trung Quốc. Và cuối cùng, Miss Ngọc Ánh, giám đốc đào tạo, hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, bấm huyệt trị liệu, kết nối và khai thác tốt thị trường Nhật Bản. Và để dẫn dắt cho dự án có kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi gửi lời tri ân đến ban cố vấn của dự án. Đầu tiên, xin gửi lời tri ân đến Mr. Ken Bay, chuyên gia đào tạo hàng đầu của châu Á, Mr. Hưng, giám đốc chiến lược của Futureland, và Mr. Dung, CEO Cà Phê Số 1. Và để hiểu rõ hơn về dự án Coffee Collagen, xin mời giám đốc marketing Hoàng Linh. Vâng, kính chào quý vị, dự án của chúng tôi có 9 nội dung và sau đây chúng tôi xin phép được lần lượt trình bày các nội dung. Quý vị thân mến, Si Linh xin được đặt câu hỏi, có bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom thích uống cà phê? Và có bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom khi uống cà phê thích uống nhưng lại uống vào hồi hộp và cảm giác say? Xin cảm ơn những câu trả lời của quý vị. Kính thưa quý vị, cái hồn của cà phê được tạo nên bởi đất, nước và con người. Vì vậy, đã tạo nên một phong cách, một cái gu riêng có định hướng rõ ràng cho một thị phần không hề nhỏ trong thị trường có nhiều tiềm năng, chẳng những ở Việt Nam mà cả các nước trên thế giới. Đó là vấn đề nhạy cảm với cà phê, buồn ngủ say, hồi hộp, bản chất không uống được cà phê nhưng thích mùi cà phê và nhu cầu của con người ngày càng cao. Hầu như tất cả con người đang hướng tới sức khỏe, duy trì sự trẻ trung lâu bền với thời gian. Vấn đề đặt ra ở đây, cà phê và sức khỏe. Với số liệu khảo sát, tỷ lệ phụ nữ dùng cà phê không cao ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng từ 25-30%, và đây cũng là thị phần mà chúng tôi hướng tới giáo dục người tiêu dùng thưởng thức cà phê collagen, sức khỏe và sắc đẹp. Với vấn đề ra như trên thì giải pháp của chúng tôi như sau. Cà phê có chất, có vị đắng, chất của caffeine và có vị chua của tự nhiên. Để làm mất vị chua này, các nhà sản xuất đã tách nó ra. Điều đó làm mất đi nguồn dinh dưỡng tự nhiên của cà phê.
Trong đó, giai đoạn bệnh dịch COVID hiện nay thì collagen tham gia thanh và thải độc gốc tự do có hại cho cơ thể, giúp cho việc thay thế mô và sụn. Nhưng collagen của cá có hương vị ngai ngái của biển nên các nhà sản xuất thường phải bỏ thêm các vị chua nhân tạo để giảm bớt mùi và tăng độ hấp thu của collagen. Còn chúng tôi kết hợp độc đáo cà phê và collagen được để giữ được dưỡng chất và vốn có, kết hợp một trong hai, không cần thêm các phụ chất phụ gia khác. Chúng tôi cho các bạn cảm giác wow khi uống cà phê của chúng tôi, kết hợp tinh tế giữa cà phê và collagen. Cà phê và sức khỏe. Cà phê với hàm lượng caffeine vừa đủ 400mg trên ngày không làm cho chúng ta cảm thấy mệt vì tăng nhịp đập của tim, và không như một loại thuốc giảm đau nên sẽ không gây cảm giác buồn ngủ. Ngoài ra còn có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi và tăng sức đề kháng. Với hàm lượng collagen cá tuyết vừa đủ từ 50mg đến 60mg trong ngày, hỗ trợ tăng cường sự đàn hồi, săn chắc, giảm nếp nhăn, chảy xệ của da, tóc khỏe, mắt sáng, xương khớp chắc, giúp các bạn trông trẻ khỏe lên mỗi ngày, tạo được cái gu riêng cho khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm. Với ba loại thiết kế tinh tế thân thiện với môi trường và đảm bảo được chất và lượng trong quá trình vận chuyển. Loại 1, chúng tôi là Angle màu xanh, phân khúc khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, thể hiện sự hiện đại, năng động và trẻ trung. Vâng, loại 2 chúng tôi tên là Lovely màu đỏ, phân khúc khách hàng từ 35 đến 45 tuổi, thể hiện sự thanh đạt, yêu thương nồng nàn. Vâng, loại 3 Queen màu vàng, phân khúc khách hàng trên 45 tuổi, thể hiện sự sang trọng, quý phái. Với vấn đề và giải pháp đưa ra, khách hàng mà sản phẩm nhắm đến của chúng tôi nhắm đến là ai? Vâng, chúng tôi nhắm đến doanh nhân, nhân viên văn phòng trên 25 tuổi, có mức thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng trên một tháng, và các đại lý theo beauty, spa, hội chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, các hiệp hội cơ sở giáo dục nghề làm đẹp và sức khỏe. Vâng, sức mạnh của chúng tôi là cà phê tỷ phú, giúp hàng triệu người kéo dài tuổi thanh xuân và đam mê sáng tạo. Vậy điều gì ở đây tạo nên giá trị khác biệt của chúng tôi với những sản phẩm khác? Chúng tôi mua sản phẩm vùng nguyên liệu ở Đắk Mi, Cầu Đất, khu vực Tây Nguyên, cà phê đều hạt, chín cây không đường, chọn khu vực cao nhất trên độ cao 1.500m so với mặt đất biển. Khí hậu ôn đới, tuyển chọn nhiên liệu đầu vào, cà phê được trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến để tạo ra cà phê nhân đạt chuẩn UTZ. Cà phê cá tuyết, collagen cá tuyết nhập khẩu 100% từ Na Uy, được khai thác từ nguồn cá tuyết tự nhiên sống trong mực nước sâu, vùng nước lạnh ở phía Bắc Đại Tây Dương, được chứng nhận FSSC và các thành phần tự nhiên về biển. Công thức kết hợp hoàn hảo giữa cà phê chín cây và collagen thủy phân nano để cho ra ba dòng sản phẩm như trên, phù hợp với các phân khúc khách hàng. Công thức được nghiên cứu và đăng ký độc quyền, kết nối bán hàng, tạo đào tạo huấn luyện kiểm tra sức khỏe qua app tiếp thị liên kết app số 1 Việt Nam, giao hàng với một kích chuột. App Romi huấn luyện và quản lý khách hàng, app MBD test sức khỏe trong 20 giây. Đào tạo huấn luyện theo mô hình Rome. Đội ngũ marketing chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp theo hệ thống chuẩn quốc tế và chuyên gia hàng đầu thế giới do mặt Mr. Ken 7. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là cà phê sứa Hòa Tan 2.0 của Trung Nguyên. Đối thủ thứ hai, cà phê collagen sứa Vicky Bomi. Và thứ ba là cà phê collagen của Vui Khỏe. Ba đối thủ này đã ra đời trước và có thị phần, nhưng sản phẩm của họ là thị trường ngách, không chú trọng nhiều đến chất và lượng của sản phẩm, giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, còn nhiều chất phụ gia tạo nhân tạo. Còn chúng tôi ra đời với tư duy khách hàng là số một, suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, hành động nhanh để chiếm lĩnh thị phần. Chúng tôi hướng tới thị trường ngạch với chính ngạch, với giá hợp lý, đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu công ty cổ phần Billionaire Coffee. Đội ngũ nhân viên được đào tạo theo hệ thống quy trình chuẩn quốc tế cùng văn hóa A, B, C, quản lý dữ liệu khách hàng qua app Romi. Kênh bán hàng của chúng tôi có hai hướng online và offline, gián tiếp, đa kênh theo công nghệ 4.0, website, app tiếp thị liên kết, sàn thương mại điện tử trực tiếp, hệ thống kinh doanh cà phê, trung tâm chăm sóc sức khỏe Cali, kết nối 5.000 điểm bán hàng ở Mỹ và Mexico, hiệp hội liên kết nông sản Việt Nam và Trung Quốc, hội giáo dục nghề, hội làm đẹp Việt Nam, viện đào tạo chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, đối tác chiến lược của chúng tôi, hiệp hội massage Shiatsu tại Việt Nam và Nhật Bản, các hiệp hội massage trên thế giới.
Với giải pháp đưa ra thì cơ cấu chi phí được dự toán như sau. Trong năm 2022, chúng tôi có chi phí bán hàng hơn 4,6 tỷ Việt Nam đồng, chi phí cố định của chúng tôi hơn 5,5 tỷ, chi phí biến đổi hơn 9,8 tỷ. Dòng doanh thu sản phẩm đến từ đâu? Vâng, dòng doanh thu sản phẩm chúng tôi đến từ đại lý, cộng tác viên, hiệp hội, qua app, các kênh online, tiếp thị liên kết, thẻ membership dự kiến 100 thẻ. Có 3 chỉ số và giải pháp đó là doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận. Giai đoạn 01 năm 2022, thị trường Việt Nam doanh thu hơn 23 tỷ Việt Nam đồng và dòng tiền ra hơn 20 tỷ và lợi nhuận của chúng tôi là 3,5 tỷ. Giai đoạn 2 năm 2023, xuất nhập khẩu nước ngoài Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Đan Mạch doanh thu hơn 37 tỷ Việt Nam đồng, dòng tiền ra hơn 28,5 tỷ, lợi nhuận hơn 8,5 tỷ. Với kế hoạch dự toán tài chính như trên, công ty dự kiến sẽ hòa vốn sau 5 tháng, tháng 4 năm 2022. Kế hoạch đào thoát của chúng tôi trích lập 10% lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm tài chính báo cáo kiểm toán hàng năm. Kế hoạch IPO 2025 lên sàn Singapore. Kính thưa quý vị, với nguồn cà phê có sẵn tại Việt Nam kết hợp với collagen nói riêng để tạo nên cho khách hàng có cảm giác tuyệt vời, wow, chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư với mục đích đẩy mạnh kinh doanh trong nước, mua vùng nguyên liệu, phát triển phòng nghiên cứu, nhà máy đóng gói, xúc tiến thương mại sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi vốn đầu tư 50 tỷ Việt Nam đồng với 15% cổ phần, với số vốn đầu tư ban đầu là 5 tỷ Việt Nam đồng. Trong vòng 1 năm, chúng tôi tiếp cận hơn 30.000 khách hàng, đem lại doanh thu hơn 23 tỷ, đạt lợi nhuận hơn 3,5 tỷ Việt Nam đồng. Định giá công ty sau 1 năm là 327 tỷ. Quý vị hãy nắm bắt cơ hội này đầu tư cùng chúng tôi. Xin thay mặt cho nhóm dự án, xin gửi lời tri ân đến hội đồng Vietsupport, ban tổ chức chương trình cùng toàn thể quý anh chị em đã lắng nghe nghe phần trình bày của chúng tôi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, trân trọng cảm ơn. Hello hello anh chị em, hãy cùng comment phần chia sẻ vô cùng năng lượng đến từ team số 1, đặc biệt là chị Hoàng Linh, phải không ạ, chị Ngô Hồng. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, chúng ta đã mang đến một nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời, và tôi nghe cái cách trình bày thôi thì tôi cảm thấy vô cùng hào hứng rồi, rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với lại những phần câu hỏi đến từ hội đồng Vietsupport thì xin nhờ ban tổ chức hãy gửi đường form đăng ký để cho tất cả chị em đặt câu hỏi cho dự án cà phê số 1 Việt Nam, cho team số 1, phải không ạ? Rất năng lượng. Xin được mời 4 nhà đầu tư của chúng ta đến từ hội đồng VC. Biết rằng là ngay bây giờ thì 4 nhà đầu tư chúng ta ai sẽ có những câu hỏi ạ? Rồi, ok, tôi sẽ thấy rồi ạ. Wow, đây là một cái trình bày cực kỳ hấp dẫn, vì thú vị. Một cái trình bày tôi đã đào tạo hơn gần 20 năm ở Việt Nam, chưa bao giờ nhìn thấy ai là cái xúc động và trong cái cảm thấy rất là tự tin, và cảm thấy là rất là hấp dẫn, và cảm thấy người đầu tư rất là có được cơ hội để suy nghĩ vào cái phần đầu tư của quý công ty. Tôi là một người không ở bên trước, ở bên Singapore tôi không bao giờ uống cà phê. Sau khi vào Việt Nam mới bắt đầu thử xem cà phê như thế nào, và cực kỳ ngon, tuyệt vời. Và trong hôm nay cái phát biểu của Hoàng Linh thì làm cho cả nhóm cái tinh thần cực kỳ xúc động và cực kỳ cảm thấy là tức là gọi là muốn đầu tư ngay. Nhưng vấn đề phải xem xét nhiều cái, nhiều thứ. Mà xin hỏi cái xu hướng của mình, ngoài ra mình làm cái online và offline, mình có tập trung vào cái quán của cà pha hoặc là cái chỗ của Highland Cafe không ạ? Cái xu hướng đó một cái mình có thể để thăm dò một tí. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Mr. Chu ạ. Và sau đây xin mời Mr. Thái Vũ Hòe, sẽ giám đốc phụ trách marketing, sẽ trả lời phần câu hỏi này ạ. Dạ,
Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của Minh Chu, Michael Chu. Tôi xin phép trả lời cái câu hỏi của quý vị như sau. Trong cái giai đoạn COVID này thì chúng tôi cũng xác định là cái hội đồng quản trị chúng tôi xác định là giảm thiểu những cái đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng để tránh những cái rủi ro, đặc biệt là theo nhận định của chúng tôi thì trong vài năm tới khi dịch bệnh COVID có thể chưa được kiểm soát, cho nên cái việc mà phát triển cái hệ thống cà phê có thể chưa mang lại lợi nhuận, cũng như là nó tiêu hao cái nguồn lực rất là lớn, cho nên trong vài năm tới, có 1-2-3 năm tới thì chúng tôi chưa tính đến cái chuyện là phát triển cái hệ thống. Và sau cái thời gian này, khi mà dịch COVID được kiểm soát thì chúng tôi có thể tính đến cái việc là tổ chức cả cái hệ thống về franchise. Rất tốt, và chúng thì cảm ơn cái trả lời câu hỏi của ông Huệ. Ông là người miền Trung đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Hà Tĩnh ạ. Người Hà Tĩnh ạ. Người Hà Tĩnh rất giỏi. Tôi quen rất người bạn bè ở Hà Tĩnh, nhưng mà bây giờ cái câu hỏi như này thì trong cái số lượng trình bày và cái doanh thu trình bày và đầu tư tiền bạc rất là quá thực tế và không phải là bóp trên trời, thì một cái mình cảm thấy là có thể xin. Thì cái câu hỏi thứ hai thì nếu bây giờ cái cạnh tranh của cà phê, tại vì cà phê rất là nhiều khi ở Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột, nhưng mà mình muốn xin hỏi cái xu hướng và xây dựng thương hiệu phải làm như thế nào để cho cảm thấy là có tự tin hơn, tại vì bây giờ trong thị trường ở đây hai lần cà phê nó rất là thành công nha, bởi bán buôn bán lẻ online offline và mấy cái dịch cà pha và cái aha cái thứ cũng là một cái công đường họ xây dựng cho người trẻ, nhưng mà cái đối thủ cạnh tranh của mình và trong cái xây dựng thương hiệu của mình sẽ làm như thế nào để không phải bước vào cái đập cái IPO vào 2025. Dạ, tôi xin được trình bày cái câu hỏi như sau ạ. Vấn đề thương hiệu thì thứ nhất là chúng tôi rất là chú trọng đến xây dựng thương hiệu, hình ảnh của thương hiệu. Và chúng tôi ngay từ đầu thì chúng tôi đã cho đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu cũng như là cái hình ảnh thương hiệu của chúng tôi. Để mà phát triển cái hình ảnh thương hiệu thì chúng tôi phát triển qua cái kênh online như là fanpage, TikTok, rồi qua các cái cộng đồng online cũng như offline, qua các cái sự kiện tổ chức tại một số các cái hoạt động ở trong và quốc tế. Bởi vì ở cái thị trường ở đây thì chúng tôi nhắm đến là cả cái thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo những cái lợi thế đặc biệt của chúng tôi. Khi mà còn về xét về cái lợi thế cạnh tranh ấy, thì theo chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn không sợ cái đối thủ cạnh tranh. Như chúng tôi đã phân tích một số các cái đối thủ ở trong cái slide trình bày vừa rồi, thì hiện nay ở Việt Nam thì có hai cái đối thủ, nhưng mà họ không tập trung lắm về cái sản phẩm này. Tuy nhiên khi mà chúng tôi hình ảnh của chúng tôi xuất hiện ở trên thị trường mà bắt đầu phát triển thì sẽ có những cái đối thủ và bắt chước chúng tôi để ra những cái sản phẩm tương tự. Thì chúng tôi có một cái giá trị đặc biệt ở đây là gì ạ? Ở trong cái giai đoạn đầu, trong những giai đoạn phát triển đầu thì chúng tôi triệt để áp dụng cái hình thức là đào tạo, huấn luyện và phát triển cái hệ thống nhân sự cũng như là các cái đối tác bán hàng theo cái chương trình chuẩn quốc tế của cái hệ thống quy trình và cái hệ thống của Robi. Chúng tôi đặt ra các cái mục tiêu và huấn luyện cho các cái đội ngũ và cái quy trình và hệ thống qua cái chúng tôi gọi là trợ lý ảo, giúp cho cái đội ngũ này luôn bám mục tiêu và chắc chắn một điều rằng chúng tôi luôn đạt mục tiêu và đạt đúng cái deadline và vượt những cái mục tiêu mà chúng tôi đề ra. Cái thứ hai, chúng tôi có một cái thiết bị để chúng tôi test sức khỏe của khách hàng chỉ trong vòng 20 giây thì chúng tôi đã có một cái kết quả sức khỏe của khách hàng rồi, đúng không ạ? Khi đó thì chúng tôi đây là một cái thiết bị mà của cái đối tác của chúng tôi ở bên Mỹ và tôi đã sử dụng cái này rồi. Đấy, thì như vậy là khi mà có cái kết quả test như vậy rồi á thì chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ khoa học, gồm giáo sư,
y khoa người ta đưa ra những cái giải pháp điều trị, nhưng mà chúng tôi chỉ khai thác ở cái phần là gì, cái phần là cà phê và thức uống thôi, đúng không ạ? Thế thì thông qua cái kết quả đó thì chúng tôi sẽ biết được rằng là mỗi một khách hàng nó có thiếu những cái nguồn dinh dưỡng và cái dưỡng chất riêng. Vậy thì chúng tôi nghiên cứu ra những cái sản phẩm mới để chúng tôi bù đắp và phát triển cái sản phẩm đó, và chắc chắn một cái điều rằng là đối thủ sẽ không theo kịp chúng tôi ở cái lĩnh vực này. Đấy, và chúng tôi có một cái lợi thế tuyệt đối ở cái đội ngũ này, là đó là Mr. Mark, là chủ tịch hội đồng khoa học cũng như là chủ tịch cái hội đồng cái giải quốc tế trong lĩnh vực y khoa. Đấy, và chúng tôi có những cái nhóm khách hàng ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Nga, ở Hà Lan, theo cái kênh của cái một số các cái kênh mà chúng tôi có cái lợi thế, đúng không ạ? Và ở bên Mỹ thì chúng tôi có một cái nhóm khách hàng là cả cái trung tâm chăm sóc sức khỏe. Cái nhóm này, những cái nhóm khách hàng này là sử dụng cái thẻ bảo hiểm của nhà nước, có cái khả năng chi trả rất là cao, và chúng tôi có những cái quan hệ đặc biệt ở cái chỗ này. Thì đây là một cái lợi thế mà những cái đối tác không dễ gì có được như chúng tôi. Xin thế đó. Cảm ơn. Thì em có một cái câu hỏi cuối cùng muốn hỏi là, so với cái đánh giá của, tại vì mình muốn vào IPO của Singapore, nhưng mà so với đánh giá của cây Trung Nguyên Cà Phê là họ cũng vào thị trường của Singapore rồi, nhưng mà mình cũng có xu hướng để mang đến cái để quốc tế hóa. Nhưng mà muốn xin hỏi là mình đánh giá của cái thất bại của cái Trung Nguyên Cà Phê ở bên Singapore và nước ngoài, mình sẽ để kinh nghiệm của mình sẽ như thế nào để có thể phát triển tốt hơn so với cái Trung Nguyên Cà Phê? Dạ, cái này thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã có những cái đối tác ở Singapore giống như là Mr. Kenbay. Đấy, thì chắc chắn một điều rằng là chúng tôi sẽ trong một cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ bàn đến cái việc này với các cái chuyên gia. Hay nữa thì tôi cũng đã có đi rất nhiều những cái chuyến ở cái thị trường Mỹ. Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số các cái nhà đầu tư, những cái nhận các cái công ty tư vấn. Đấy, thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái công ty tư vấn để tư vấn cho mình từng những cái bước đi, để làm sao mà mình mới có thể tránh cái thất bại giống như Trung Nguyên. Đấy. Và đặc biệt thì tôi nghĩ rằng là với cái hệ thống quản trị theo cái app Romi cũng như các cái app bán hàng tạo cho chúng tôi những cái lợi thế đặc biệt, và chúng tôi tận dụng được những cái khoản doanh thu lợi nhuận ở trong những cái năm đầu để chúng tôi có thể chiến thắng được cái thị trường cũng như là chiến thắng những cái đối thủ. Thank you, cảm ơn anh. Nhưng mà I think Mr. Michael, Dr. Michael, I think you're the best person to comment and ask question related to coffee, right, Dr. Michael? Okay, I say that you are the best person to comment and to provide your view over coffee, because you are the expert. Oh, okay. yeah, I mean, it's really exciting. I just speak and stop for translations. Yes. I must say it's very exciting to listen to coffee talks yesterday and today. It always excites me, everything to do with coffee. À, thực sự là rất là vinh hạnh, bởi vì là ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay đều được lắng nghe những cái bài thuyết trình về cà phê của các anh chị. Yes, we have observed, or rather have observed that you are angering, of course, to the younger people and of course to the more affluent, and of course you have the various target age group, and one of your key unique selling point is adding collagen. Bởi vì là cái thị trường hướng tới là có thể biết được rằng là các bạn hướng tới ví dụ những cái thị trường trẻ hơn hoặc là những cái thị trường mà có cái sức ảnh hưởng. However, however, have you considered that whatever that have been shared can always be copied easily? Means tomorrow, every company can come up with bullet coffee, collagen coffee, mineral coffee, and
how do you protect your unique selling point? Và còn một cái mà thực sự là tôi muốn nói ở đây đó chính là liệu các bạn có bao giờ là thử nghĩ về cái việc và những cái lợi thế của các bạn, ví dụ như là những cái collagen coffee hay là những cái kiểu coffee đấy thì sẽ được có thể là bị copy bởi những cái người trên thị trường hay là không? And in all the last 20 years of MLM and direct selling in Malaysia, in many parts of the world, adding things like tongkat kali, maca, cordyceps into coffee have been a very common product, including this what we call lingzi coffee. Yeah. So we have been around for the last 10 to 20 years. So what is it that going to make adding collagen something unique again? Và bên cạnh đó thì ví dụ như là trong 21 năm của cái thương mại về MLM, rất là nhiều những cái loại cà phê, ví dụ như là những loại cà phê tốt cho sức khỏe, và kể cả là Malaysia có một cái loại cà phê là Lingzi Coffee, nó cũng là một cái cà phê mà nó tốt cho sức khỏe. And then the last question is, for people who love coffee, when you add things like collagen or other additive, you actually loses the originality of actual coffee taste. So how do we overcome those who are really coffee lover? Vậy thì còn một cái câu hỏi cuối cùng, đó chính là đối với những cái người thì ví dụ như các bạn bỏ vào cái collagen, vậy thì nó sẽ giảm bớt cái những cái vị tự nhiên, những cái vị original của coffee xuống. Vậy thì làm thế nào để có thể đối mặt đối với những cái người mà người ta thực sự là những người yêu cà phê? Yeah, so one thought based on my research is that the world currently have a lot of commercial coffee, and every business based on coffee is developed for profitability. So at the end of the day, those who really like coffee will never end up having a really good cup of coffee. That's what I have been researching myself, right? So by adding the additive, it's no more coffee at all, right? Because real coffee do not need a single additive. It have to be in its own single origin. And how do you bring up Vietnamese single origin coffee to the highest level? That is something that could be researched deeply into, because you have so much good quality bean in Vietnam. But then my personal observation, and I've been testing some coffee bean directly from Vietnam, it is the roasting technique that need to be investigated, right? Rather than adding something foreign into coffee. So this is just one of my personal observation and suggestion. Và nói một cách tóm gọn lại, đó chính là dựa trên những cái suy nghĩ của tôi thì những cái cà phê trên thương mại trên thế giới thường là người ta sẽ tập trung vào những cái gì mà thuộc về những cái lợi nhuận. Thế nên là cái, tất nhiên là những cái mà nó thuộc về cái chất lượng cà phê, nó luôn luôn không phải là cái cà phê original, và những cái cà phê gọi là cái bản sắc, thì những cái cà phê như thế thì làm như thế nào để có thể là thực sự là đem những cái cà phê của Việt Nam, như là các bạn đã nói rằng cà phê của Việt Nam có rất là nhiều những cái hạt cà phê tốt, để làm sao để có thể là đem ra được thế giới. Và qua nhiều năm nghiên cứu thì tôi nghĩ được rằng là cái mà thực sự là độc đáo ở trong cà phê đó chính là cái kỹ thuật rang cà phê, nó sẽ làm nên cái điều khác biệt. One final thought is that when we go into coffee, we look at first phase. First phase is in the 1950s. Where Maxwell Coffee have revolutionized instant coffee, just like your G7. The moment you put the powder at water, you have fantastic coffee. That was the 1950, right? Then came the 1970, you have Starbucks that provided the concept of better coffee bean, yeah, in typical cafe at the speed of fast food. And of course, they added the name and they called personalized coffee. So that took on the second wave. And today they are a billion-dollar company, right? Now, the third wave was created by something known as Nespresso. So Nespresso spent a lot of time researching into how to give you quality coffee at the speed of less than 30 seconds, right? So they have revolutionized convenience and quality, and of course they have very good marketing budget, and they have very good lifestyle shop. So they have revolutionized commercial and residential coffee based on convenience, right? Then of course about 10 years ago,
another American have revolutionized coffee by coming up with a brand called Blue Bottle, and he took a gained the world by storm. Then, of course, in the last couple of years, you have Percentage Arabica that again have came in to conquer the cafe business, and they are really fast, they are really big, and they offer pretty good coffee, right? And all these are catering to the young people who really love coffee, not addictive, right? So in Vietnam, I believe strongly that there is a possibility to create a whole new concept of coffee based on the purity, but pushing it beyond Starbucks, pushing it beyond Blue Bottle, yeah, rather than reinventing coffee by adding something that have never been very successful worldwide, because people don't like to drink coffee that doesn't taste like coffee when you add additive. Yeah, so this is my personal research journey and personal observation when I decided to enter the world of business into coffee. So I have to literally create the originality of coffee, bringing to the world a concept that have never been shared before, keeping coffee as pure as it can. Yeah, so that is something that I'm working towards, and we are expecting to launch in Singapore in sometime in the second week of December. Okay, I just need to help out because you come on. Yeah, I went on too long, too fast. Yeah, sorry. Yeah, something that even Aunt cannot understand. Yes. Also cannot understand, but I roughly can tell. Yeah. Basically, Michael is saying that coffee has evolved over the years. Nói một cách cơ bản thì Dr. Michael đã nói rằng là cà phê đã có từ rất là nhiều năm rồi, đã thay đổi qua, đã có những cái sự biến đổi qua rất là nhiều năm. From the most popular Vietnamese coffee of G7. Và từ những cái cà phê cực kỳ là nổi tiếng từ Việt Nam, ví dụ như là cà phê G7. To the last many years of Starbucks. Cho đến rất là nhiều năm tiếp theo của Starbucks. Going on to espresso. Và sau đó là đến cái espresso. Espresso has disrupted the world of coffee. Và espresso đã thực sự là đã đưa ra một cái ý tưởng thực sự là mới của cái thế giới cà phê. In the last 10 years of brewed water. Blue bottle. Yeah, take a look at blue bottle overall concept. Really amazing how they built from nothing to $700 million bought over by Nestle within 10 years. Yeah, so yes, so basically, the technologies of coffee has changed to a point where Michael is of the opinion that if you add collagens and many other additives, are we losing the taste and the cultures of Vietnamese coffee? Và thực sự ấy là Michael có nói rằng là có rất là nhiều những cái loại cà phê đã trải qua rất là nhiều năm, và những cái gì mà sau khi mà anh cố gắng đến muốn nói đó chính là liệu rằng là ví dụ như là bạn thêm những cái collagen hay là tất cả những cái phần khác vào thì liệu nó có làm mất đi những cái vị cà phê và cái văn hóa cà phê đến từ Việt Nam hay là không? Kính thưa quý nhà đầu tư, khi mà chúng tôi đưa ra một cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng đã tính đến cái việc là thứ nhất là chúng tôi chọn một cái gì đó nó có tính đặc biệt hơn so với những cái thị trường khác. Đó là gì ạ? Đó là thứ nhất là chúng tôi chọn cái vùng nguyên liệu. Vùng nguyên liệu ở đây á, là nó chính cái vùng nguyên liệu này là cái người Pháp người ta đã chọn cách đây hơn trăm năm rồi. Đấy, ở đấy là cái vùng đất Ba Gian được tạo ra từ cái vùng núi lửa, đúng không ạ? Và cái vùng núi lửa nó tạo ra một cái lớp đất nó khoảng chừng một thước. Cái vùng đất Ba Gian nó tạo ra những cái hương vị cà phê cực kỳ đặc biệt hơn mà không có bất kỳ một nơi nào có được những cái hương vị cà phê như ở cái vùng Tây Nguyên. Và đặc biệt là chúng tôi, đối tác của chúng tôi là Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Đấy, thì hiện nay là có một cái vùng nguyên liệu có thể nói rằng là lớn nhất ở cái vùng Tây Nguyên, Bát Ngàn, đúng không ạ? Và chúng tôi có những cái mối quan hệ, và đây là những cái đối tác mà rất là thân thiết của chúng tôi. Bên cạnh đó thì họ cũng đã giúp cho chúng tôi trong cái lĩnh vực là những cái mối quan hệ về lĩnh vực rang xay, chế biến trong vấn đề cà phê. Đấy, và đã có những cái phần mà kỹ thuật cho chúng tôi những cái giai đoạn đầu. Và tôi cũng rất là hiểu rằng là
đối với cà phê, cùng một cái nguồn cà phê nhưng với cái cách pha khác nhau, rang khác nhau, chế biến khác nhau thì nó là hương vị là khác nhau rồi. Cho nên cái này chúng tôi cũng đã rất là hiểu cái chỗ này. Và khi mà đưa ra một cái cà phê của cái collagen này thì chúng tôi cũng đã pha trộn rất nhiều những cái formula khác nhau, những cái công thức khác nhau. Đấy, những mix khác nhau thì chúng ta đưa ra một cái dung một cái tỷ lệ nhất định. Đấy, để đưa ra một cái công thức thì và chúng tôi có những cái phản hồi là nó không ảnh hưởng gì đến cái gu cà phê. Chúng tôi hiểu rằng là để tạo ra được một cái gu cà phê giống như là Michael Tân đã nói á, chúng tôi rất là hiểu cái chuyện đấy và nó là chính xác. Tức là để tạo ra một cái gu cà phê thì như người Việt Nam ở đây là có khi khoảng vài chục năm thì người ta đã tạo ra một cái gu cà phê rồi. Tuy nhiên có những người ta vẫn rất là bảo thủ để vẫn cuốn cái hương vị cà phê của cái gu của cà phê của chúng của họ. Nhưng cũng có những người á là người ta thay đổi dần theo cái độ tuổi và người ta muốn là gì? Vừa là uống cà phê có cái sảng khoái, có cái đam mê, có những cái vẫn giữ được cái gu của nó nhưng là lại muốn có một cái gì đó nó tốt cho sức khỏe. Thì đấy là lý do mà chúng tôi đưa ra cái sản phẩm collagen. Đấy. Và collagen thì nó có một cái đặc biệt ở chỗ là đối với collagen cá tuyết, chỉ có collagen cá tuyết nó sẽ tốt hơn 7 đến 8 lần so với cái collagen của các loại động vật khác. Và đặc biệt collagen cá tuyết nó gần giống như là collagen của con người. Cho nên chúng tôi mới đưa cái loại collagen này vào trong cái hỗn hợp cà phê để tạo ra một cái sản phẩm mới. Cái ở đây là chúng tôi muốn tránh đối đầu với những cái thị trường cạnh tranh đối đầu là nó tạo ra những cái bất lợi. Cho nên thì chúng tôi đi một cái ngách riêng. Và chúng tôi cũng biết rằng là trong tương lai có thể có những cái người, những cái đối tác người ta sẽ cho ra những cái loại sản phẩm tương tự. Thì chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ nghiên cứu mà chúng tôi cũng đã làm việc một cái đối tác ở bên Mỹ rồi. Là người ta có những cái đội ngũ về chuyên nghiên cứu về các cái sản phẩm. Đấy, để cho ra những cái sản phẩm mới và chúng tôi cũng đã dùng những cái sản phẩm từ bên Mỹ mang về. Đấy, và đồng thời là đưa ra những cái công nghệ để có thể là hấp thu những cái dưỡng chất ở trong cái hỗn hợp này. Đấy, đối với cái người sử dụng nó tốt hơn. Anh nguyên liệu anh có tốt đi bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà về mặt công nghệ chế biến thì không tốt thì nó sẽ không hấp thu được. Đấy, như vậy thì cái khách hàng người ta sẽ bỏ đi. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang là quan tâm. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ có những cái phản hồi. Thứ nhất về cái thiết bị, về công nghệ, chúng tôi thường xuyên cập nhật, chúng tôi lấy những cái phản hồi của khách hàng. Đấy, để chúng tôi theo sát với thị trường và để chúng tôi điều chỉnh kịp thời trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Cái câu hỏi này thì tôi thấy hơi dài thì không biết là cái phần trả lời của tôi đã thỏa mãn cái cho nhà đầu tư chưa? Nếu không thì có thể nêu lại tiếp để tôi tiếp tục tôi trả lời những cái câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn. Rồi, ok, thank you. Dạ. Yeah. Michael Tân. Không biết là tất cả nhà đầu tư, còn nhà đầu tư nào có muốn hỏi câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi, anh Hòe thân mến, em đã cố gắng tìm một người cũng tên Hòe luôn và có một câu hỏi cực kỳ tuyệt vời cho anh. Câu hỏi này có hai ý. Anh Hoàng Minh Hòe, số điện thoại đuôi là 741 và câu hỏi như sau. Bắt đầu tầng quay đó. Yeah. Tại sao các bạn không hướng đến đối tượng lao động bình dân? Nhóm chiếm rất đông cái thị phần và họ có thói quen sử dụng cà phê thường xuyên. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các bạn xây dựng thương hiệu một cách nhanh nhất để cạnh tranh khi mà thương hiệu cà phê rất phổ biến và quen thuộc với người dân ở Việt Nam. Hỏi hai ý này, xin mời anh Hòe trả lời cho anh Hòe ạ. Vâng, cảm ơn cái hỏi rất là thú vị của bạn tên Hòe cùng tên đúng không ạ?
đối với cái tại sao ông chọn là cái cà phê mà đối với cái đối tượng là công nhân ấy, thì ngay từ đầu chúng tôi nghĩ như thế này. Thứ nhất, tôi cũng kinh doanh cũng khá là lâu, cho nên tôi nghĩ như thế này, chúng tôi cũng có thống nhất một cái quan điểm, tức là nếu mà để phục vụ cái đối tượng mà đông nhưng mà lại là cái khả năng chi trả của họ đấy, và chúng tôi không muốn lẫn lộn cái hình ảnh của chúng tôi vào trong cái thị trường, mà ngay từ cái vấn đề mà trong cái nội dung vấn đề của chúng tôi đặt ra là gì ạ? Hiện nay cái cà phê, cái tạp chất bẩn ở trong cà phê rất là nhiều. Vậy thì nếu mà chúng tôi phục vụ cái đối tượng đó thì chúng tôi phải ra cái quán cà phê, đúng không ạ? Và chúng tôi muốn tách cái hình ảnh của chúng tôi ra khỏi cái thị trường đó, và chúng tôi muốn chứng minh cho khách hàng rằng, cho thị trường và cho khách hàng của chúng tôi rằng là chúng tôi là cái nhà cung cấp cà phê có chất lượng tốt nhất thị trường. Đấy, và khi chúng tôi phục vụ ở cái phân khúc đấy thì chắc chắn rằng là cái giá của chúng tôi thu được một cái mức giá tương ứng, từ đó thì chúng tôi có thể đạt được một cái lợi nhuận nào đó kỳ vọng cho nhà đầu tư. Còn nếu như mà chúng tôi phục vụ cái đối tượng đó thì khó mà chúng tôi có một cái mức giá mà tương đối cao. Đấy, và chúng tôi sẽ rất là vất vả ở cái thị trường mà chúng tôi cạnh tranh ở cái thị trường này. Đấy. Và cái hình ảnh hồi có một cái câu hỏi của bạn về cái việc là cách để mà xây dựng thương hiệu, thì như hồi nãy tôi có nói rồi, hình ảnh thương hiệu thứ nhất là để mà chiếm được cái trái tim của khách hàng, cách tốt nhất đó là phục vụ khách hàng, làm hài lòng khách hàng, làm khách hàng wow. Và chúng tôi cũng đã sử dụng cái công nghệ để mà làm gì ạ? Biến cái khách hàng trở thành cái người đi chia sẻ và cái người giúp chúng tôi phát triển khách hàng. Và trong cái cũng chính trong cái công nghệ này giúp cho chúng tôi hoàn thiện hơn cái và đào tạo liên tục để biến khách hàng wow, và khách hàng phát triển khách hàng liên tục cho chúng tôi. Đó là một cái giá trị đặc biệt và lợi thế cạnh tranh rất lớn của chúng tôi so với tất cả những cái đối tác mà đang kinh doanh cà phê ở trên cái thị trường này. Đấy, cái thứ hai là chúng tôi phát triển cái thị trường online để xây dựng hình ảnh thương hiệu của chúng tôi qua các cái kênh online, qua TikTok, qua fanpage, rồi qua cái cộng đồng khách hàng của chúng tôi, rồi qua các cái sự kiện, qua các cái cộng đồng như chúng tôi đã trình bày ở trong slide, trong cái cộng đồng về các cái tổ chức là chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt chúng tôi có một cái lợi thế mà đối tác khác không thể có được, đó là cái cộng đồng của massage, cái spa của thế giới. Và Mitch Ánh là chủ tịch của cái hiệp hội spa tại Việt Nam. Và hàng năm thì chúng tôi tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở quốc tế, ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam. Và chúng tôi sẽ đưa được cái thương hiệu, đưa được cái sản phẩm của chúng tôi vào trong cái cộng đồng này. Dạ. Không biết là cái câu hỏi của tôi trả lời như vậy đã thỏa mãn cái câu hỏi vừa rồi chưa? Rồi, em phát hiện ra là chị Hoàng Minh Hòe đã gật đầu rồi, không phải là anh Hòe mà chị Hoàng Minh Hòe. Dạ. Ok. Hồng xin bổ sung một chút xíu ạ, tại vì trong câu hỏi của Michael Chan á, có một cái câu là khi mình pha cái mình trộn của collagen vào cà phê thì mình có làm cái mất cái vị của cà phê hay không? Thì ở đây thì nhóm cũng đã nghiên cứu, tức là trong khi cà phê nguyên chất á, thì có cái vị đắng, vị chát của caffeine và có vị chua. Nhưng mà để làm cái mất cái vị chua này thì thường các nhà sản xuất sẽ tách nó ra, và điều đó nó làm mất đi cái chất dinh dưỡng tự nhiên của cà phê. Như vậy trong collagen của cá tuyết á, thì nó có cái hương vị ngai ngái của biển, cho nên là các nhà sản xuất thường phải bỏ thêm cái vị chua để giảm bớt cái mùi vị tanh của cá. Vì vậy khi mà kết hợp giữa collagen và cà phê thì nó vẫn giữ nguyên cái chất của cà phê, nó không làm mất đi cái vị của cà phê. Dạ, xin hết ạ. Rồi, ok, thank you chị Ngô Hồng. Hy vọng là sang sẽ sớm để thưởng thức cà phê của nhóm số 1 chúng ta, phải không ạ? Đang là dân Buôn Ma Thuột thì rất hay uống cà phê và thường uống cà phê nguyên chất. Như vậy thì cũng đâu đó cũng có một vài cái trải nghiệm với những loại cà phê khác nhau. Ok, cảm ơn chị Ngô Hồng rất là nhiều. Tôi đã từng được chuẩn bị nghe nói là có những loại cà phê mà đã ướp tẩm những cái dược liệu đó cơ. Rồi, phải không ạ? Chúng ta sẽ có nhiều dự án khác nhau. Ok, xin chúc mừng cho nhóm số 8. Và ngay bây giờ thì xin ban tổ chức hãy show cái phần quà của cà phê số 1 tặng cho chị Hoàng Minh Hòe đây nào, người có câu hỏi rất là hay ạ.
Rồi. Phần thưởng là sẽ bạn Hoàng Minh Hòe có thể là liên hệ với ban tổ chức ở cái số điện thoại lúc nãy và cái nhóm trong chúng ta 21 ngày nha, để chúng ta có thể tương tác và chúng ta sẽ nhận phần quà từ nhà tài trợ cà phê số 1. Đấy là dùng ông đang ngồi kia ha. Là ok. Anh chị em thân mến, và ngay bây giờ thì không biết rằng là Mr. James lúc nãy sang thấy rằng hình như là Mr. James đang có muốn nói gì không ạ? Đó. Rồi và bây giờ xin mời bốn nhà đầu tư ạ. Là bốn nhà đầu tư của chúng ta sẽ quyết định Z Heno với dự án này ạ. Rồi, Mr. Yurichu. Yes. Tim Cao Nô. Tên là Michael Tan. Rồi ok, như vậy thì ta sẽ thấy là có hai nhà đầu tư chấp nhận đúng không ạ? Hai nhà đầu tư chấp nhận. Và hai nhà đầu tư thì sẽ chính lại. Ok, xin chúc mừng cho team của chúng ta. Vâng, cảm ơn quý nhà đầu tư rất là nhiều. Anh chị em thân mến, và ngay bây giờ đây thì Sang xin được mời tất cả, xin biết ơn tất bốn nhà đầu tư đến từ hội đồng VC, cảm ơn tất cả chị em, và ngay bây giờ xin mời chúng ta sẽ cùng quay trở lại với người dẫn đường tận tụy của chúng ta. Hello, xin chào đón Mr. Kenway. Yes, finally we finished the first final round of the VC board. Và cuối cùng thì chúng ta cũng xong cái ngày đầu tiên của cái chương trình VC Board rồi. Yeah, I think from two perspectives that I've seen here. Và tôi nghĩ rằng là từ hai cái góc nhìn mà tôi nhìn thấy ở đây. Of course, from me being a mentor and also a trainer of this whole program. Và tất nhiên là từ bản thân tôi là một cái mentor cũng như là cái nhà đào tạo của cái chương trình này. The content, the flow is really good. Và cái nội dung, cái flow nó rất là tốt. I'm confident that if you're going to write a good plan for yourself. Và tôi thực sự là tự tin rằng các bạn có thể là viết lên một cái kế hoạch tốt cho bản thân mình. The standard is really good enough to showcase it to your investors and to the bank. Và những cái phần này nó rất thực sự là tốt để có thể là nói cho những cái nhà đầu tư cũng như là kể cả là trình bày trước những cái ngân hàng. As for the three presentation. Và cho cái bài ba cái bài thuyết trình vừa rồi. I noticed that some of you are very anxious, very very nervous. Tôi biết được rằng là một số người trong số các bạn là cảm thấy khá là lo lắng. Yeah, I can understand. No worry. Và tôi có thể hiểu được, đừng có lo lắng. Practice makes perfect, huh? Chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. Yeah, actually, I felt that some of you actually did better during the round one. Nhưng mà một số người trong số các bạn tôi cũng biết được rằng là các bạn làm tốt hơn so với cái vòng 1. But irrespective of this, we make it through. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã làm nó đúng. Right, tomorrow we're gonna have another three case studies. Và tất nhiên là ngày mai chúng ta còn có 3 case study nữa. Also all pitching to 4 judges for investment. Và người ta cũng có thể là kêu đưa ra cái bản kêu gọi để có thể là kêu gọi đầu tư từ 4 cái người giám khảo của chúng ta. So yes, today the judges also makes a difference. Và tất nhiên ngày hôm nay những cái người giám khảo cũng làm nên cái điều khác biệt. Yeah, for gracing this event, Dr. Michael Tan. Và rất là cảm ơn ở đây Dr. Michael Tan. Mr. William Chu, of course. Mr. William Chu. And my friend, Mr. Dixon Oh. Và bạn của tôi, Mr. Dixon Oh. Of course, we always depend a lot on James. Và tất nhiên là chúng ta cũng phụ thuộc rất là nhiều vào James. Whom is very experienced in the startup space. Mà là những cái người mà cực kỳ kinh nghiệm ở trong những cái về khởi nghiệp. So yes, I think it's a bit late. Tomorrow morning we shall all come back. Và tất nhiên tôi nghĩ rằng là bây giờ nó đã khá là muộn rồi. And I believe that tomorrow will be even a better show. Và chắc chắn rằng là ngày mai chúng ta cũng sẽ quay trở lại nữa, và ngày mai tôi tin rằng là nó sẽ là một cái show còn tốt hơn. I'm actually looking forward for one of the presentation. Và thực sự là tôi đang mong chờ một trong những cái bài thuyết trình. Yeah, I say that this idea, this business model is so investable, you know? Và tôi nói rằng là